tuyệt đối không chủ quan lơ là phòng dịch, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát khi thành phố mở cửa lại một số hoạt động vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9, là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở, ngành, địa phương vào chiều qua. Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương cần chủ động trong việc khoanh vùng, truy vết các ca nhiễm mới, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp phù hợp. Nhấn mạnh từ 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9, Đà Nẵng sẽ thực hiện nới lỏng thêm một số hoạt động theo quyết định số 2985 của Ủy ban Nhân dân về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Là các khu vực ở xã phường và khu dân cư thì phải kiểm soát người khi ra khỏi khu dân cư. Tôi có đi kiểm tra thì tôi thấy hình như gần đây chắc là trong cái tư tưởng là chúng ta cũng hơi lấy lỏng, nên là các cái lực lượng ấy là tôi đề nghị là phải siết lại, chứ tôi thấy có hiện tượng là rất là lỏng trong cái việc kiểm soát ở các chốt ở khu dân cư, là tôi đề nghị là phải kiểm soát ở các cái điểm đến. Tức là điểm đến là gì ạ? Là các cái nơi mà tôi nói ví dụ công nhân đến các nơi làm việc, rồi các cái điểm như là các cái cửa hàng bán lương thực thực phẩm mà chúng ta cho mở ra, tức là cái điểm đến của người dân, là kiểm soát xác suất ở trên đường, tăng cường cái lực lượng và tiếp tục phải kiểm soát chặt ở các chốt ra vào. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế khẩn trương tham mưu thực hiện thu hẹp vùng nguy cơ xuống từng tổ dân phố, khu dân cư theo quy định mới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định số 2985. Đồng thời cho biết, thành phố sẽ ban hành các hướng dẫn cụ thể cho các phương tiện vào Đà Nẵng, người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu trở lại thành phố học tập, làm việc. Chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn về vấn đề di chuyển của các xe và vật liệu xây dựng, rồi là vấn đề mà xử lý những cái trường hợp đặc biệt ra ngoài thành phố chúng ta. Tôi đề nghị và giao cho ban quản lý khu công nghiệp và các khu công nghệ cao và các khu nghiệp, Sở Lao động Thương binh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và các quận huyện căn cứ vào cái nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, tổng hợp thống kê tất cả những cái đối tượng mà thuộc mình quản lý mà đang ở ngoài tỉnh để báo cáo và xây dựng phương án cụ thể khi tiếp nhận họ về. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ việc tiêm vaccine, cần khắc phục một số hạn chế, đặc biệt là tránh việc tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng dịch.